Chúng ta cùng nhau anh bóc nhá. Đây là phiên bản Diablo, phiên bản giới hạn. Đâu rồi? Đây. Các bản này nó to hơn những cái bản thường của chúng ta đấy. Rồi, chúng ta có gì? Chúng ta có Max Sweet. Một cái Joy-Con y chang như cái Joy-Con ray. Màu ray. Rồi, Max Sweet của chúng ta có mặt sau. Mặt sau đây. Hình của con gì trong Diablo. Cái này thì là nên làm này. Cái này là nên làm này. Một cái máy mà smart. Cái máy smart của mình thì nó lại không là cái mặt sau. Nó thì những người không có giá trị mà làm hai cái Joy-Con này. Joy-Con này đâu có gì đâu. Rồi, tiếp tục nha. Đã có gì? Cái này là cái của mình mua. Đây là cái búp đầm. Chúng ta có 6 cái chỗ để thẻ game. Cái này dây nhợi hay bất cứ cái gì đó. Này là bằng nhung. Khá là gọn. Rất là đẹp. Có chữ gì in dịp như này nè. Gì cũng đẹp đấy. Chúng ta có mã code game Diablo full nhé, Eternal Collection. Code này làm không đẹp lắm, bởi vì cái code của Smart đó, thì cái này thì nó lại được che lại. Tai mèo của người ta cho mình đó. Rồi chúng ta sẽ có cái dây, chúng ta sẽ có cái dây. Cái dây làm này cái gift thôi. Đây, dock của chúng ta. Có cái đắp. Đây, đắp Nintendo của chúng ta. Chúng ta có con này là con gì mình quên tên rồi, nhưng mà biết đây là thằng Diablo, đây là con chùm Diablo của chúng ta. Rất là đơn giản.